Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu mọi người cái máy nghiền mini, nghiền gia đình ấy. Tức là cái này nó có thể nghiền vỡ, nghiền nghiền mịn được, nghiền vỡ được. Nó như cái máy nghiền mini của mình ấy, nhưng mà nó lại sử dụng qua dây qua loa. Tức là cái này ấy thì mọi người, ví dụ như nhà mọi người có cái motor này rồi thì mọi người chỉ lấy nguyên một cái khung máy và cái dây qua loa thôi. Bên mình cho đầy đủ như thế. Và về chỉ ráp mỗi cái motor lên là xong. Motor này nó chạy motor chậm nhé, motor tua chậm, tức là vòng tua của nó là 1.400-1.500, hoặc là motor tua nhanh được. Motor tua nhanh được không, mình thử motor tua nhanh được. Đây, motor này của nó là 1.500 tua chậm này đó. Rồi đây là cái đầu nghiền của nó. Đầu nghiền này thì lai qua dây qua loa nhé. Và nó sẽ đây cái bên trong của nó đây. Trong của nó là dùng hai cái mặt trà này ép lại nhau này. Đó, hai cái mặt trà này ép lại nhau. Rồi, sử dụng hai mặt trà ép lại nhau. Làm sao mà khi tức là khi mình muốn nó nghiền vỡ, nghiền mịn thì mình chỉnh ở cái đầu núm này. Vặn xoáy vào thì nó sẽ xoáy theo chiều kim đồng hồ vào thì nó sẽ mịn. Ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ nghiền vỡ nhé. Nghiền vỡ để cho nấu rượu hoặc là mọi người có thể là nghiền cho ngan gà. Rồi ok, giờ mình sẽ cắm điện vào test máy này. Thank you.
được cái đồng hồ nhé.